lắng nghe anh nói xong em tin. Hiện giờ anh là học sinh và đang sống nhờ vào gia đình. Tiền bạc nó sự là nên còn anh phải ngửa tay ca sinh. Do đó em mê hàng xỉn thì xuống đời anh mua em sao dính. Rằng mình sẽ đôi vai gầy và trên
trông vì nơi xứ xa. Trốn phồn hoa lòng này đau thắt ghi trên tâm thiệp hồng kèm theo lá thư. Tới về nhà ai kia có mang tình yêu trao cô mỗi ngày nuông chiều hay là chỉ như
quay đi em hãy nhìn lại.